Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại cả Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến người chăn nuôi bị thiệt hại kinh tế nặng nề, bà con vô cùng lo lắng. Cụ thể, tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 30 tháng 3, bệnh dịch xảy ra tại 658 hộ thuộc 84 thôn bản của 32 trên 38 xã. Số lượng lợn bị chết tiêu hủy lên tới hơn 143 tấn. Còn ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, dịch lây lan trên 43 hộ nuôi ở 18 thôn tại 6 xã, có 96 con lợn đã chết. Và tình hình thời tiết tại Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, bao gồm cả tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong ngày mai trời nắng ráo. Chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh cùng đới gió Tây Nam thổi đều, nên các địa phương biên giới tiếp giáp với Lào và vùng núi tỉnh Quảng Ngãi trời trở nên khô nóng, bỏng rát, nhiệt độ lên tới mức từ 37 cho tới 39 độ, phần ven biển từ 33 đến 36 độ. Dự báo đến khoảng chiều tối ngày 3 tháng 4, mưa dông khả năng xuất hiện ở phần phía Bắc đèo Hải Vân, nhiệt độ theo đó giảm. Thời tiết thay đổi thất thường là một trong những tác nhân khiến dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Vì vậy, bà con cần tiến hành rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại trước khi nuôi và trong khi nuôi. Khi mua lợn giống nên xem xét kỹ nguồn gốc, chọn giống ở những vùng an toàn dịch, tiến hành nuôi cách ly trong vòng 21 ngày để theo dõi sức khỏe ổn định mới cho nhập đàn. Trong quá trình chăm sóc, nếu phát hiện lợn có biểu hiện bất thường, người chăn nuôi cần báo ngay cho cán bộ thú y, đồng thời tự giác thực hiện các biện pháp cách ly, không bán chạy lợn bệnh để tránh phát tán mầm bệnh. Khu vực Nam Trung Bộ trời nắng không quá gay gắt, nhiệt độ từ 31 cho tới 34 độ. Toàn vùng Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao từ 33 cho tới 36 độ, miền Đông có nơi cao hơn. Miền Bắc ngày mai tiếp tục có nắng nóng diện rộng ở khu Tây Bắc, nhiệt độ ban trưa đạt mức từ 36 cho tới 38 độ, phía Đông Bắc Bộ từ 31 đến 34 độ, phần còn lại từ 32 đến 35 độ. Trên biển, tại hai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có diễn biến thời tiết tốt, tầm nhìn xa không bị hạn chế. Gió ở huyện đảo Hoàng Sa cấp 4, cấp 5, ở Trường Sa gió nhẹ chỉ cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai.